Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình cái khối lệnh này trong bài Hãy lập tôi lại. Cái khối lệnh này nó có nghĩa như sau là khi mà robot của mình ở trạng thái bình thường thì đèn LED trên robot nó sẽ hiển thị là màu xanh lá cây. Khi bạn lật ngược cái úp ngược cái robot lại thì robot mình nó sẽ biết là nó đang bị lật và nó sẽ hiện cái đèn từ màu xanh lá cây chuyển sang màu đỏ. Và nó sẽ báo lên một cái âm thanh, một cái bài nhạc để báo động lên. Thì khi mà các bạn lật ngược robot lại thì trở về vị trí bình thường thì nó mới tắt cái âm báo động đi và nó sẽ hiển thị là đèn màu xanh. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiến hành code như cái bài này nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong cái giao diện lập trình của OCMF. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái biến. Thì ở cái bài trước thì mình đã tạo cái biến chục y, thì các bạn có thể tạo biến mới. Thì các bạn tạo một cái biến chục z đây. Bây giờ mình đã có một cái biến chục z này nè. Thì đầu tiên giống như bài trước thôi, mình sẽ cho cái biến chục z này ban đầu nó sẽ là bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái vòng lặp chính cho chương trình. Thì trong cái vòng lặp chính này đầu tiên thì mình sẽ cho cái biến trục Z. Cho cái biến trục Z này sẽ đọc cái giá trị. Nó sẽ đọc giá trị theo trục. Nó đọc giá trị của cảm biến gia tốc theo trục Z. Đây. Bài trước là mình chọn trục Y. Nhưng mà bài này mình sẽ sử dụng là trục Z. Rồi. Vẫn tương tự như bài trước. Thì mình sau khi có được cái giá trị đọc trục Z rồi. Thì mình sẽ tiếp tục là so sánh cái giá trị đó với 0. Thì trục Z nó cũng trả về cái số liệu từ -16 cho tới 16, thì các bạn sẽ so sánh cái trục Z này với 0. Thì nếu như lớn hơn 0 thì nó sẽ thực hiện điều gì, nếu như nhỏ hơn 0 thì nó sẽ thực hiện điều gì. Thì mình sẽ sử dụng vào cái hàm cái danh sách logic này, mình sẽ chọn cái hàm điều kiện nếu muốn thực hiện và nếu không. Thì nếu như mình sẽ khai báo cái điều kiện, nó là mình sẽ khai báo phần tính toán phần logic nè. Mình sẽ chọn khối lệnh này tương tự như bài trước. Mình sẽ chọn là nhỏ hơn. Và mình sẽ kéo cái biến trục Z ra. Đó, mình sẽ so sánh trục Z với lại số 0. Thì nếu như trục Z mà nó nhỏ hơn 0, tức là robot nó đang bị lật ngược lại, nó không thể nào mà nó chuyển động nữa, nó bị lật ngược lại, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đổi màu cái led, tất cả cái màu, hai cái led trên robot thành màu đỏ và nó sẽ phát ra một cái bài nhạc Twinkle Twinkle. Thì mình sẽ vào để lấy được những cái khối lệnh đó, thì mình sẽ vào cái mục hiệu ứng, mình sẽ chọn đây, mình sẽ đổi màu tất cả cái led ở trên robot, mình sẽ đổi màu tất cả cái led trên robot thành màu đỏ. Thì cái giá các giá trị mà đỏ, xanh, lá cây và màu xanh dương này thì nó sẽ có giá trị từ 0 tới 255. 0 là mình sẽ không bật màu đó lên, còn 255 là mình bật màu đó sáng, trong cái đèn nó sẽ hiện lên có màu đỏ sáng nhất, hoặc là màu xanh sáng nhất, hoặc là màu xanh lá cây sáng nhất. Thì ở đây mình muốn chỉ cho hiện màu đỏ thôi, thì mình sẽ điền cho màu đỏ là 255 luôn, còn màu xanh dương thì xanh lá cây thì mình sẽ tắt nó đi, mình sẽ điền số 0. Mà mình tắt luôn cái đèn màu xanh dương là mình sẽ điền số 0. Và bây giờ cái đèn của mình là khi mà mình lật ngược lại á, thì Z nó nhỏ hơn 0 thì nó sẽ đổi màu thành màu đỏ. Đồng thời thì nó sẽ phát ra một cái bài hát. Đây, mình sẽ cho cái Xbox mình phát ra một cái bài hát để nó báo động. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái bài bất kỳ. Mình sẽ chọn bài Twinkle Twinkle như là ví dụ mẫu. Rồi, nếu như mà mình nếu như trục Z mà nó bị robot nó bị lật lại thì nó sẽ làm nhiệm vụ này. Còn nếu như mà trục Z trở lại bình thường lớn hơn 0, con Xbox của mình được lật lại bình thường thì nó sẽ làm gì? Thì nó sẽ đổi màu, thì mình sẽ tạo bản sao cái này. Để vào đây. Thì mình muốn là khi mà robot ở trạng thái bình thường thì nó sẽ bật đèn màu xanh. Mình sẽ thay vào đây là mình sẽ bật đèn màu xanh và mình tắt đèn số màu đỏ đi. Thì tất cả cái đây, tất cả cái led ở trên bo của mình nó sẽ chuyển thành màu xanh lá cây và nó sẽ tắt màu đỏ đi. Đồng thời nó sẽ dừng phát nhạc.
thì mình sẽ chọn cái khối lệnh là dừng phát nhạc ở trong cái danh mục hiệu ứng ra, thì nó sẽ dừng phát nhạc đi. Đây, như vậy là chúng ta đã có cái khối lệnh của chương trình như mong muốn. Bây giờ mình chỉ cần nạp chương trình, kết nối với Xbox, nạp với chương trình này vào, thì chúng ta sẽ thử nghiệm xem là đoạn code của chúng ta hoạt động có ổn định hay không nhé. Chúc các bạn thành công.